Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lý Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nga siết chặt gọng kềm ở vùng Luhansk. Đức kêu gọi siết chặt tài chính Nga hơn nữa. Hoa Kỳ có kế hoạch bán máy bay không người lái cho Ukraine. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Hôm nay, quân đội Nga siết chặt thêm gọng kềm lên thành phố Severodonetsk vào lúc cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine bước sang ngày thứ 99 và có thể kéo dài nhiều tháng nữa. Trong một thông cáo của quân đội Ukraine được công bố đêm qua, Tổng tư lệnh quân đội Valery Zelensky cho biết tình hình ngày càng khó khăn tại vùng Luhansk, nơi mà quân địch đang cố đánh bật quân Ukraine khỏi các vị trí. Cũng đêm qua, thống đốc vùng Luhansk thông báo là 80% thành phố Severodonetsk hiện nằm trong tay quân Nga và các trận giao tranh trên đường phố đang diễn ra ác liệt. Trong khi đó, ở mặt trận Tây Bắc, quân Ukraine lại chặn được đà tiến của quân Nga. Lực lượng này có một hậu cứ, nơi mà quân của họ cứ 2 tuần có thể lui về nghỉ ngơi trước khi trở lại mặt trận. Để đến được các vị trí của tiểu đoàn Kapaska Stich phải vượt qua một đoạn đường dài 25 cây số với mức độ nguy hiểm tối đa. Quân Nga oanh kích liên tục và nhất là thường sử dụng máy bay không người lái để phát hiện những chiếc xe đang di chuyển. Lính Ukraine đóng rải rác trong khu vực, nhất là với các xe tăng T-72 được kín đáo bố trí tại nhiều địa điểm chiến lược. Quân Nga ở rất gần, chỉ cách 2 km về phía bắc và liên tục oanh kích vào quân Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm nay đã nói nước phải nỗ lực hơn nữa để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga, và trong khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine vẫn đang gây thiệt hại nặng nề cho cỗ máy chiến tranh của Nga, nền kinh tế Nga đang sụp đổ, ông Habeck đã nói với các nhà lập pháp, đồng thời cho biết thêm rằng Đức đã đóng góp vai trò của mình bằng cách giảm xuất cảng sang Nga và trong tháng 3 tới 60% và có phần chắc là còn giảm mạnh hơn vào tháng 4. Kim ngạch xuất cảng của các nước đồng minh tham gia lệnh trừng phạt sang Nga đã giảm 53% so với những tháng trước, trong khi mức giảm ở các quốc gia trung lập hoặc là thân Nga là 45%. Theo Bộ trưởng Habeck, theo ông Habeck thì hậu quả của lệnh trừng phạt là Moscow đã không thể mua các phụ tùng quan trọng phục vụ khả năng chiến đấu, chẳng hạn như là các phiên bản cập nhật an ninh cho máy bay, với kết quả là máy bay sẽ sớm bị cho vào kho. Và liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Ukraine đã nói với Quốc hội Luxembourg trong một bài phát biểu trên video ngày hôm nay rằng Nga hiện đang chiếm khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine. Cũng theo Reuters, các lực lượng Nga ở phía đông Ukraine đang cố gắng tiến về phía nam tới các thành phố quan trọng của Ukraine là Kramatorsk và Lviv. Hoa Kỳ có kế hoạch bán máy bay không người lái cho Ukraine. Chính quyền Biden có kế hoạch bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái kiểu MQ-1C Grey Eagle, có thể được trang bị phi đạn Hellfire để sử dụng trên chiến trường chống lại Nga. Theo các nguồn tin, việc bán các máy bay không người lái do hãng của Mỹ là General Atomics sản xuất có thể bị chặn bởi Quốc hội và cũng có nguy cơ chính sách đảo ngược vào giờ chót có thể làm ảnh hưởng kế hoạch này, vốn đã được xem xét tại ngũ giác đài trong vài tuần nay. Ukraine đã sử dụng một số loại hệ thống máy bay không người lái tầm ngắn, nhỏ hơn để chống lại quân Nga, nhưng mua từ Thổ Nhĩ Kỳ. Kiểu máy bay không người lái loại Grey Eagle đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ vì chúng có thể bay liên tục 30 giờ hoặc hơn tùy thuộc vào nhiệm vụ của mình
và có thể thu thập lượng dữ liệu khổng lồ cho mục đích tình báo. Grey Eagle cũng có thể mang tới 8 phi đạn Hellfire vùng Hồng Hậu. Thương vụ này rất có ý nghĩa vì là lần đầu tiên đặt một hệ thống của Mỹ tiên tiến, tái sử dụng được, có khả năng tấn công sâu nhiều lần trên chiến trường chống lại Nga. Một viên chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự định sẽ thông báo cho Quốc hội về khả năng bán cho Ukraine các máy bay này trong những ngày tới, và một loan báo công khai dự kiến sẽ được đưa ra sau đó. 3 tháng sau khi Nga xô quân đánh chiếm Ukraine, trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày hôm qua, người dân Đan Mạch với đa số áp đảo đã chấp nhận cho quốc gia Bắc Âu này gia nhập vào chính sách quốc phòng chung của châu Âu. Theo kết quả kiểm 99% số phiếu, đã có gần 67% cử tri Đan Mạch bỏ phiếu thuận trong các cuộc trưng cầu dân ý. Theo hãng AFP, trước các ủng hộ viên tối ngày hôm qua, Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố tối nay Đan Mạch đã gửi đi một tín hiệu quan trọng đến với các đồng minh của chúng ta ở châu Âu và trong khối NATO và đến Tổng thống Putin. Chúng ta cho thấy là khi Putin xâm lăng một nước tự do và đe dọa sự ổn định của châu Âu, chúng ta sẽ tập hợp lại. Lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập Søren Pape cũng ghi nhận sau 30 năm, người dân Đan Mạch đã quyết định là chúng ta phải từ bỏ ngoại lệ vì quốc phòng và chúng ta phải làm việc chặt chẽ hơn các nước châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu lịch sử ở Đan Mạch. Là thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 1973, Đan Mạch vào năm 1992 đã bác bỏ Hiệp ước Maastricht, Hiệp ước thành lập Liên hiệp châu Âu. Để không cản trở việc thi hành Hiệp ước này, vào năm 1993, Đan Mạch đã được chấp thuận cho hưởng một loạt ngoại lệ nằm ngoài khu vực đồng euro, không tham gia chính sách chung của Liên hiệp châu Âu về nội vụ, tư pháp và quốc phòng. Quốc tế họp bàn về biến đổi khí hậu ở Thụy Điển. Trong 2 ngày, tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, các lãnh đạo thế giới họp thượng đỉnh để đánh dấu 50 năm hội nghị đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về khí hậu diễn ra năm 1972 cũng tại Stockholm. Trong số các chủ đề được thảo luận tại thượng đỉnh có tính chất khẩn cấp cần hành động chống biến đổi khí hậu, những hậu quả của đại dịch COVID-19 và việc đưa các tiêu chuẩn về môi trường vào phát triển. Các nhà tổ chức hy vọng thượng đỉnh sẽ đạt được các kết quả cụ thể, trong khi những nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu tỏ vẻ bi quan. Theo tường trình từ các hãng tin quốc tế, do không tôn trọng các quy định về khí phát thải CO2, nhiều cộng đồng dân cư phải tị nạn do hạn hán và lũ lụt. Trong 50 năm qua, hành động vì khí hậu của các lãnh đạo thế giới chỉ đạt kết quả thảm hại. Đối với một nhà hoạt động như Greta Thunberg, tổ chức cuộc họp thượng đỉnh kỷ niệm ở Stockholm là vô nghĩa vì chẳng có gì đáng ăn mừng. Nhưng những nhà hoạt động khác thì sẽ tham gia thượng đỉnh, không phải bởi vì họ hy vọng cuộc họp sẽ đưa ra các quyết định triệt để nhằm đưa hành tinh của chúng ta trở lại con đường đúng đắn, nhưng bởi vì họ cho rằng bây giờ phải trợ giúp những nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của họ là thuyết phục Liên Hiệp Quốc, thông qua các đại diện của họ, yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế cho ý kiến về các quyền của những tị nạn khí hậu, cũng như về nghĩa vụ của những quốc gia đã khiến họ phải sống lưu vong. Và thưa quý vị, nhiều quốc gia yêu cầu điều tra về lao động ở Trung Quốc. Hàng chục quốc gia ngày hôm nay có dự định yêu cầu Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, thành lập một phái bộ điều tra các cáo buộc về xâm hại lao động ở Tân Cương của Trung Quốc. Một ủy ban tại cơ quan của Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về việc Trung Quốc sẽ tuân thủ các thông lệ lao động toàn cầu vào ngày hôm nay. Các tài liệu của ILO vào tháng 2 cho thấy các hoạt động của Bắc Kinh ở Tân Cương là phân biệt đối xử. Cuộc họp này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chuyến công du lịch sử của cao ủy Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet tới Tân Cương kết thúc chuyến đi vốn đã bị cả nhóm xã hội dân sự và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Hoa Kỳ, chỉ trích. Trung Quốc sẽ tranh luận trong phiên họp ngày 2 tháng 6 rằng luật pháp, quy định và thực tiễn của họ hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Công ước về phân biệt đối xử mà họ đã phê chuẩn theo văn bản đệ trình của Trung Quốc. Các nguồn tin không nêu danh tính rằng hàng chục quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc lập phái bộ điều tra này. Trung Quốc vào hồi đầu tháng 4 đã thông qua việc phê chuẩn 2 công ước về lao động cưỡng bức, nhưng họ vẫn chưa nộp đầy đủ tài liệu cần thiết để các công ước này có hiệu lực. Một viên chức ILO nói với Reuters
rằng quá trình này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng. Thay vào đó thì phái bộ tương lai của ILO sẽ đánh giá các hoạt động của Trung Quốc trên cơ sở các công ước mà Trung Quốc đã phê chuẩn, chẳng hạn như là công ước về phân biệt đối xử. Hoa Kỳ và Đài Loan họp bàn về hợp tác thương mại. Bộ Thương mại Mỹ thông báo Washington và Đài Bắc khởi động sáng kiến Mỹ-Đài Loan về thương mại thế giới thế kỷ 21, tăng cường hợp tác thương mại song phương. Giới quan sát coi đây là hành động thách thức Trung Quốc gia tăng sức ép với Đài Loan. Quyết định được đưa ra sau khi 30 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, mà theo Bắc Kinh là nhằm đáp trả sự thông đồng giữa Washington với Đài Bắc. Đài Bắc nói đến bước tiến lịch sử sau cuộc họp trực tuyến giữa Phó đại diện Thương mại Mỹ Sarah Bianchi và Bộ trưởng Đài Loan Đặng Chấn Trung. Vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong tháng 6 2022 tại Hoa Kỳ. Thông cáo được đưa ra chỉ 2 ngày sau việc khoảng 30 máy bay quân sự Trung Quốc lại thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bắc Kinh không loại trừ khả năng thâu tóm Đài Loan, kể cả bằng sức mạnh và từ nhiều tháng qua, Trung Quốc đã liên tục đưa ra những hành động hù dọa. Đàm phán về thương mại coi như là một cách để Washington trả lời Bắc Kinh. Đợt đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra ngay trong tháng này tại Washington. Nhưng cuộc họp trực tuyến đầu tiên hôm qua đã phát họa ra một số hướng tạo thuận lợi cho các trao đổi, từ việc hành động vì khí hậu cho đến các giao thương về nông phẩm. Mục tiêu là nhằm đạt được một hiệp định thương mại chính thức, thay vì một khuôn khổ mậu dịch chung như hiện tại. Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia, nhưng Hoa Kỳ là một đối tác và một nhà cung cấp vũ khí của hòn đảo này. Washington cũng cam kết bảo vệ Đài Bắc về mặt quân sự. Hoa Kỳ giảm thiểu trừng phạt nhắm vào Cuba. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay đã thu hồi một loạt các hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba do Tổng thống tiền nhiệm áp đặt, bao gồm việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Hoa Kỳ đến các sân bay ở Cuba ngoài thủ đô Havana. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ gọi tắt là USDOT vừa ban hành sắc lệnh theo yêu cầu của Bộ Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết. Hoạt động này là ủng hộ người dân Cuba và vì lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và tháng trước thì tòa Bạch Ốc báo hiệu nỗ lực được đưa lên kế hoạch này như một phần của việc thay đổi lớn hơn trong chính sách đối với Cuba. Các hạn chế bay được dỡ bỏ có hiệu lực ngay lập tức và chính quyền Trump đã ban hành một loạt các hạn chế hàng không vào năm 2019 và 2020 nhằm nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế của Mỹ với chính phủ Cuba. Các hạn chế này bao gồm việc cấm các hãng vận tải của Hoa Kỳ bay đến 8 sân bay quốc tế ở Cuba, bao gồm Havana, bao gồm các sân bay Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo và Manzanillo, Matanzas và Santiago de Cuba. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, USDOT áp đặt giới hạn đối với các chuyến bay thuê bao đến Cuba ở mức là 3.600 chuyến trong một năm và sau đó đã đình chỉ các chuyến bay thuê riêng đến Cuba. Bộ này cũng cấm các chuyến bay đến bất kỳ sân bay nào của Cuba ngoại trừ Havana. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi ấy là ông Mike Pompeo cho biết Cuba dùng ngân quỹ thu được từ du lịch và lữ hành để tài trợ cho các hành vi xâm phạm và can thiệp vào Venezuela. Các nhà độc tài không thể được phép thu lợi từ chuyến hoạt động lữ hành của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ sau một số bản tin thương mại bảo trợ cho đài.